Con muốn kiện tay Vĩ. Vĩ à? Vụ gì? Nó. Có phải là nó? Nó chuốc thuốc và cưỡng bức con. Con có làm sao không? Con lo còn có cả clip nữa mẹ. Khốn kiếp. Con muốn nó phải trả giá. Chắc chắn con sẽ tống nó vào tù. Nó nhất định sẽ phải trả giá. Nhưng mà Châu, con phải thật bình tĩnh. Việc kiện cáo có thể con hả giận, nhưng tống nó vào tù con sẽ mang tiếng cả đời. Thiên hạ sẽ nhìn vào xì xào bàn tán. Con không quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Con chỉ muốn đợi công bằng cho bản thân con thôi. Mẹ thì chỉ nghĩ về cuộc đời của con sau này thôi. Mẹ không muốn nó luôn dính với tai tiếng. Chị Châu ạ. Không, không nghĩ được. Chị. Duyên. Dạ. Làm xong bản báo cáo thu hồi công nợ tháng này chưa? Em làm xong rồi ạ. Mang vào phòng cho chị. Vâng ạ. Vào đi. Em gửi chị ạ. Em xin phép. Này. Dạ. Ngoài kia vừa có việc gì đấy? À, đêm qua trên mạng nội bộ bên mình ấy, có một tấm ảnh nhạy cảm khá là giống chị và có vài tin đồn không hay về chị. Ảnh gì? Ba không tin chuyện chị Châu với tay Vĩ đâu đấy. Đây, ảnh đây. Đúng là chị Châu thật. Ừ đúng rồi. Tao còn nhìn rõ cái hình xăm trên lưng đấy mà. Trong một lần tiệc ở Cao Dược, ta đã thoáng thấy hình xăm đấy rồi. Đúng rồi đấy, hình xăm bên vai phải. Hôm trước em cũng nhìn thấy một lần mà. Nhưng mà là ai post? Cái đứa nào nó ác thế không biết. Ai nhỉ? Post xong là còn xóa luôn trong đêm nữa chứ. Bà Châu đợt này lắm thị phi quá. Hả? Mà tao còn nghe nói bà Châu có bầu với ông Vĩ rồi cơ. Hả? Cái gì? Đi mua que thử thai, Trinh cứ nhìn thấy rồi nói với tao mà. Vậy? Chúng mày đừng nói với ai đấy. Thôi. Dạ cháu đây ạ. Cái chuyện của cháu với thằng Vĩ thế nào mà để thông tin bất lợi đến như vậy? Dạ. Anh ta giở trò với cháu. Cháu cũng đang muốn hỏi ông điều này đấy ạ. Giữa mặt mũi của nhà họ Cao và công bằng của cháu thì ông sẽ ưu tiên điều nào hơn ạ? Cháu muốn kiện tay Vĩ vì anh ta đã chuốc thuốc và cưỡng bức cháu ạ.